rapper Đinh Tiến Đạt viên mãn bên vợ kém 10 tuổi, diện mạo ngày càng điển trai sau 5 năm kết hôn. Từ khi mà lúc có con á, Tiến Đạt thấy là nó thay đổi rất là nhiều. Tiến Đạt không còn chơi bời nhiều nữa mà tập trung cho con nhiều hơn. Cho nên là thấy cái tinh thần trách nhiệm của mình nó được nhân lên nhiều hơn nữa. Lúc nhỏ Phim rất là khó ngủ, mở nhạc gì lên cũng không ngủ hết, hát cũng vừa ngủ nhưng mà cứ mở hip hop lên là ngủ. Rapper Tiến Đạt từng là cái tên làm mưa làm gió làng rap thập niên 2000 với nghệ danh Mr. D. Anh từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực khi có chuyện tình kéo dài suốt nhiều năm liền với ca sĩ Harry Won. Sau khi đường ai nấy đi với bà xã Trấn Thành, rapper Tiến Đạt lựa chọn ở ẩn tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân và gác lại đam mê với nhạc rap. Năm 2018, anh bất ngờ thông báo việc thành gia lập thất với người vợ kém mình 10 tuổi sau một năm hẹn hò, tìm hiểu. Vợ của anh tên là Thủy Vi, làm trong lĩnh vực truyền thông sở hữu nhan sắc ngọt ngào, hiền hậu. Năm 2019, vợ chồng Tiến Đạt vui mừng chào đón nhất tỷ đậu lòng đặt tên là Phin. Cậu bé nặng 3,3 kg sở hữu nhiều nét giống cả ba lẫn mẹ. Từ khi có con, ngôi nhà của vợ chồng anh luôn tràn ngập tiếng cười, sự hạnh phúc viên mãn. Nam rapper dành nhiều thời gian cho vợ và con trai, anh vun vén cho gia đình nhỏ bằng những cử chỉ. Hành động nhỏ nhặt nhưng đầy yêu thương, trên trang cá nhân, anh không ngại chia sẻ những hình ảnh của gia đình, những hình ảnh vợ chồng đưa con đi chơi, ru con ngủ được anh trân trọng lưu giữ. Hiện tại, Thủy Vi, bà xã của Tiến Đạt đang trong giai đoạn mang bầu em bé thứ hai. Cô giờ đây không còn làm công việc văn phòng mà chuyển hẳn sang hỗ trợ chồng phát triển công việc kinh doanh quán cà phê tâm huyết. Cả hai cùng sát cánh vượt qua những khó khăn, thử thách và xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc. Trong loạt ảnh mới nhất được Tiến Đạt đăng tải trên trang cá nhân, diện mạo của anh được nhận xét thay đổi đáng kể. Khác xa với những hình ảnh của nhiều năm về trước, anh giờ đây sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, điển trai nhờ vào việc cạo râu và thay đổi kiểu tóc. Nam rapper lựa chọn áo sơ mi phối với quần tây cùng giày thể thao vừa thoải mái lại rất năng động, hợp với phong cách trước nay của anh chàng. Nhiều khán giả nhận xét, sau khi kết hôn có vợ nâng khăn sửa túi nên việc Tiến Đạt có vẻ ngoài sáng sủa hơn là chuyện hiển nhiên. Sau 5 năm về chung một nhà nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn mặn nồng như ngày còn mới yêu. Trong những dịp quan trọng như sinh nhật vợ hay kỷ niệm ngày cưới, Tiến Đạt luôn có những món quà ngọt ngào dành tặng cho người vợ ngoan hiền của mình. Khi có thời gian rảnh, vợ chồng anh lại rủ nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm. Trong công việc, dù là người thân nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến và tôn trọng đối phương. Nhờ vào cách này mà mái ấm của hai người luôn duy trì được lửa hạnh phúc. Rapper Tiến Đạt có niềm đam mê lớn với bộ môn chạy marathon. Trang cá nhân của anh chàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tham gia thi đấu chạy đường dài. Đây là cách vừa giúp anh rèn luyện được sức khỏe và là phương pháp xả stress hiệu quả sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Anh và vợ hướng bản thân đến lối sống tích cực, suy nghĩ nhẹ nhàng, bình an. Trái ngược với cuộc sống bình ổn của Tiến Đạt, Harry Won ngày càng nổi tiếng nhưng luôn là tâm điểm của nhiều sự chỉ trích, đặc biệt khi chồng cô lại là Trấn Thành. Từ khi chia tay, Harry Won không còn nhắc đến người cũ, cô luôn có cách trả lời rất khéo mỗi khi được nhắc đến những câu chuyện đã qua. Tiến Đạt giờ đây viên mãn với vợ cùng con trai và chuẩn bị đón thêm em bé thứ hai trong năm mèo vàng. Dù không còn xuất hiện trước công chúng nhiều như trước nhưng anh vẫn luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!